Tiếp tục với series ăn vặt lòng vòng Cà Mau với nhà kho 69 nha. Địa điểm bữa nay tụi tôi đi là đầu chợ phường 5 ngay cái cổng Hoàng Gia á. Bữa nay lễ mà mưa muốn thúi đất luôn, cho nên là đường nó cũng vắng. Trời mưa lạnh lạnh ăn gà nướng cho nó ấm nha. Cái xe này là tôi ăn không biết bao nhiêu năm rồi đó. Còn đây là xe chạy hơn là tôi đó nha mấy bạn. Giả bộ đi mua review rồi vậy đó. Cái kế bên luôn chị này bán chuối nướng rồi bán khoai mì nướng, em vô mua luôn. Đi sương sương một chỗ thôi là thấy no rồi đó mọi người. Đủ thứ đồ ăn hết trơn. Tôi mua ba cái chân gà với lại một cái đùi gà là 48 cành mạnh dạn đón là chân gà 6.000 còn đùi gà là 30.000 á. Chỗ này tôi thấy thì ướp rất là vừa ăn. Bữa nay thì người ta còn có thêm cái sốt màu cam cam này ăn cũng dính dữ lắm nha. Và tôi để ý thì chỗ này thì chân gà với lại gà thì cái sốt ướp nó cũng giống giống nhau, kiểu đậm đà mặn mặn ngọt ngọt đó mọi người, dễ ăn dữ lắm luôn á. Sau đây là màn múc bang bất ổn của gia đình tôi nè. Ngon quá các bạn. Ngon quá hả? Mời các bạn chưa? Ăn có mời các bạn chưa? Mời các bạn. Nè cầm lên. Mời các bạn ăn gà nướng với bơm. Nói đi. Mời các bạn ăn gà nướng với bơm. Được quá ta. À chú ơi chết kìa. Nhà tôi thì con gỗ nó cơ hội lắm, ăn mâm nào cũng có nó hết trơn á. Cái này là cái món tuổi thơ yêu thích của tôi nè, khoai mì nướng đó. Cái này mình ăn với mỡ hành cũng ngon, ăn không cũng ngon nữa. Cái có 5.000 thôi mọi người, ăn nó ngọt ngọt thơm thơm béo béo bùi bùi rất là ngon luôn á. Đây toàn là những cái món bén bén mà trời mưa không mà chuối nướng nè. Trời mưa mà ăn chuối nướng thì nó ấm thôi rồi luôn mọi người, thêm miếng mỡ hành quện vô nữa ha, nó béo béo nè, rồi cái mùi chuối nó thơm, nó ngọt ngọt, nó ngon lắm. Ăn uống mà no nê xong rồi cái mình tráng miệng với chè nha. Cái này là chè khoai mì nè. Đó, còn bên đây là chè đậu đen nè mọi người. Rất là ngon luôn, một ly 10.000. Bình thường thì tôi không có hảo ngọt, ít ăn chè lắm mọi người. Nhưng mà chỗ này bán thì không có ngọt lắm nào mọi người, vừa ăn lắm nha. Ngay đầu chợ phường 5 luôn, vô tình tôi thấy thôi, vô tình lụm bí kíp đó. Mọi người mà muốn tôi đi chỗ nào ở Cà Mau nữa hoặc là muốn tôi thử món gì thì mọi người nhớ comment cho tôi biết nha. Bye bye và hẹn gặp lại.